Khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 6, tại khối Trường Xuân, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, người dân phát hiện trên cánh đồng có một thi thể phụ nữ khoảng 40 tuổi, thi thể trong tư thế nằm ngửa, trên người có nhiều vết thương chảy máu nhiều. Cách đó không xa, trong một ngôi nhà, phát hiện hai người đàn ông bị thương nặng, trên người có nhiều vết thương chảy nhiều máu. Tại hiện trường có hai con dao nhọn và vũng máu lớn chảy trên sân. Người dân cho biết, hai người đàn ông trên sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tuần Giáo cấp cứu nhưng đã thiệt mạng. Trả lời phóng viên VTC News, lãnh đạo Công an huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên cho biết, Công an huyện đang triển khai các mũi công tác, tập trung điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.